Tình hình tại thị trấn Slavyansk, tin từ Slavyansk. Dân quân ly khai tại thị trấn Slavyansk vẫn đứng canh gác tại các chướng ngại vật và sáng nay thì người tự xưng là thị trưởng cho biết là đã trả tự do cho các quan sát viên quân sự Tây Phương. 8 quan sát viên Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu hay được gọi là OSCE đã bị dân quân ly khai bắt giữ, lên án họ tới Slavyansk làm gián điệp. Ông Vyacheslav Ponomarov nói rằng ông ta trả tự do cho những người bị bắt không phải vì đặc sứ Nga Vladimir Lukin đã tới thương lượng, mà hôm nay là ngày sinh nhật của ông ta. Ngày hôm qua, dân quân ly khai đã bắn rơi 2 chiếc trực thăng trong lúc quân đội Ukraine thắt chặt bao vây thị trấn. Moscow lên án Kiev đang thủ tiêu mọi hy vọng hòa bình và tiến hành gây tội ác ở Slavyansk. Theo một thông tín viên của hãng Reuters, thiết vận xa quân đội Ukraine đã chiếm vị trí tại các vùng ngoại ô, nhưng thị trấn có 130.000 người dân đang còn nằm ở trong sự kiểm soát của thành phần ly khai. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Ivakov cho biết là cuộc hành quân chống khủng bố đang được tiếp diễn và tiến hành, và ngày hôm nay, quân đội đã tái chiếm đài truyền hình thị trấn Kramatorsk, nằm cách thị trấn Slavyansk khoảng 15 cây số.